Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng gùa cắt chép hình ha, đến từ thương hiệu Huawei và chế độ bảo hành lên tới 12 tháng. Và mã sản phẩm của em này là CG2-150 nha anh chị nha. CG2-150. Thì như anh chị đã thấy thì mình đang cho con máy nó chạy đó ha, chép hình tròn cho chúng ta theo mẫu hình tròn ha. Thì phía dưới này nó sẽ có kích thước cho chúng ta đo được, từ đo được cái đường kính, bán kính của nó là nếu mà sử dụng mà cắt tối đa bán kính tròn á thì là 5.60 ha, 5.60. Rồi bên cạnh đó thì con này sở hữu cắt sâu, vật liệu cắt sâu cho tới là từ 6 cho tới là 100mm ha, 6-100mm. Có rất là nhiều phụ kiện kèm theo như là ba cái vết cắt này ha, ba cái vết cắt đi theo hãng nè. Rồi hai bộ phận đuôi chuột để chúng ta dẫn khí vào này, và một cái bộ phận để chúng ta tháo lắp các hình vuông, các những cái hình khác hình tròn ha, thì chúng ta sẽ tháo lắp ở dưới phía này. Cái trục mình đang xoay này, đây là cái bộ phận từ nè, 500 để chúng ta thích vào, thích cái vật liệu ha. Rồi phía dưới đây là cái bộ phận chúng ta điều chỉnh tốc độ này và tua ha, điều chỉnh tốc độ. Và con này sở hữu cái đảo chiều ha, đó nút on top nè, dừng nè, nó tăng cấp độ này. Con này sở hữu cấp độ là từ 50 cho tới 750mm ha, chỉnh phút là cũng khá là nhanh này. Bây giờ mình bật này rất là nhanh này, thấy anh chị thấy rất là nhanh ha. Rồi công tắc đảo chiều này, xoay qua ha, đó chạy rất là nhanh nhanh chị nha. Rồi đảo chiều thì em này nó sở hữu ở trên này luôn. Đây công tắc dừng máy này ha, đảo chiều này đập xuống chạy ngược lại ha, rất là thuận tiện luôn. Và phía dưới đi kèm với bộ thì đầy đủ hết rồi, mình chỉ cần gắn hơi khí ga này và cái gió đá và mình cắt thôi ha, rất là đơn giản luôn. Rồi bên cạnh đó thì phía dưới này là cái bộ phận động cơ này ha, động cơ này có bộ phận chúng ta cân bằng này ha, ở phía sau phần máy có bộ phận cân bằng. Con này sử dụng nguồn điện 2.2, nguồn điện gia đình. Và vòng tua thì như mình đã nói rồi, tốc độ của nó là tới từ 50 cho tới 750 và cắt sâu từ 6 cho tới 100mm ha, 6 tới 100mm, cắt được hình vuông đủ thứ hình hết và hình tròn. Đặc biệt con này thì cắt hình tròn này ha, rất là được nhiều nhà xưởng cơ khí tin dùng sử dụng. Con này thì rất là bền và chế độ bảo hành lên tới 12 tháng nên chị cứ yên tâm để sử dụng ha. Thì cái bộ phận động cơ của nó cũng khá là đơn giản thôi. Và phần thân vỏ đây rất là chắc chắn này, mình chỉ thấy này rất là chắc chắn ha, rất là cứng cáp luôn. Phía dưới này rất là cứng ha. Chân đế thì đây chúng ta có thể điều chỉnh, chúng ta sẽ điều chỉnh lên cho nó cân bằng ha, bằng 4 con ốc để chúng ta bằng lên bằng xuống đấy, rất là đơn giản ha và rất là thuận tiện để sử dụng luôn. Máy mới 100%. Đi kèm với máy thì có bộ dây hết rồi ha, bộ dây đầu chỉnh nè, chỉnh khí ga nè, QC nè, cái ga này và cái gió đá này. Đây chúng ta trộn khí ha, điều chỉnh trộn khí ở phía này. Và bếp cắt mình có thể điều chỉnh lên xuống ha. Đây mình có thể điều chỉnh lên xuống bếp. Nếu mà chúng ta cắt vật liệu càng dày thì chúng ta phải giảm tốc độ xuống ha, giảm cái tốc độ xuống. Thì trước khi chúng ta giảm tốc độ thì chúng ta phải tắt máy trước này nha anh chị nha. Tắt máy trước rồi chúng ta sẽ giảm cái tốc độ xuống. Rồi để chúng ta bật máy lên. Đấy, máy đang chạy ha, với tốc độ rất là chậm để chúng ta cắt được cái vật liệu dày. Rồi thì máy cũng khá là đơn giản như anh chị thấy, giá thành thì rất là rẻ ha, so với những cái dòng Hàn Quốc thì nó rẻ gấp đôi luôn. Nhưng mà chất lượng thì nó 90 nha, chất lượng 90, hàng rất là chuẩn luôn. Thì dòng này bán rất là chạy, bên mình bán rất là chạy luôn nha anh chị nha. Thì nếu anh chị nào có quan tâm muốn biết thêm chi tiết về giá cả về sản phẩm này, CG2-150 của các chép hình thì hãy liên hệ nó xuống thoại cập đường link website dưới phần video cho mình nha. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video lần này của mình. Nếu anh chị thấy hay cho mình xin like nè, một subscribe để có động lực review những cái dòng máy các chép hình của các đến từ thương hiệu Huawei ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.